tất cả các con đã quay trở lại với lớp học cọ nhí 5 phút của cô Loan ngày hôm nay. Chắc hẳn tất cả các con đều rất yêu thích bộ phim hoạt hình của Coco Melon, có nhân vật chính là bạn JJ và gia đình của bạn ý đúng không nào? Và một nhân vật vô cùng quan trọng và xuất hiện rất nhiều ở trong nhạc hiệu của bộ phim hoạt hình này đó chính là bạn Coco Melon. Và như các con nhìn thấy ở bên góc bảng của cô là hình mẫu. Và ngày hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bạn vẽ hình chú bọ dừa rất dễ thương này chỉ qua 7 bước thôi. Các con hãy sẵn sàng để bắt đầu vào bài học ngày hôm nay nhé. Bước 1. Cô sẽ dùng cuộn băng dính này để vẽ thân của bạn bọ rùa. Chúng ta sẽ đặt tay và giữ cuộn băng dính. Sau đấy chúng ta sẽ vẽ vòng quanh thân của cuộn băng dính để tạo thành một hình tròn con nhé. Bước thứ 2. Chúng ta sẽ tô màu đỏ cho cánh của bọ dừa. Bước 3. Ta sẽ vẽ đầu và mắt của bọ dừa. Đầu của bọ dừa, chúng ta có thể vẽ hình bán nguyệt. Sau đó chúng ta có thể tô màu đầu của bạn ý. Màu đen đúng không ạ? Các em. Rồi. Tiếp theo ta sẽ vẽ hai mắt của bạn bọ dừa cùng hình bán nguyệt luôn. Bước thứ tư, chúng ta sẽ vẽ râu của bạn bọ dừa. Bước thứ năm, ta sẽ chia đôi cánh của bạn ý. Bước thứ 6, chúng ta sẽ vẽ 7 hình tròn với một hình tròn trung tâm và 6 hình tròn nhỏ. Hình tròn trung tâm thì chúng ta có thể vẽ lớn, còn hình tròn nhỏ hai bên cánh thì chúng ta vẽ đối xứng nhau. Và tada, chúng ta đã có cánh của bạn bọ dừa. Và bước cuối cùng chúng ta sẽ vẽ chân cho bạn ý. Hai chân trước thì chúng ta sẽ cho bạn ấy đi lên phía trước và các chân sau tương tự như vậy. Như vậy là cô Loan đã hoàn thành bức tranh vẽ bạn bọ dừa với 7 bước vô cùng đơn giản. Nào bây giờ chúng ta sẽ tổng kết các cách để vẽ bạn bọ dừa nhé. Các con còn nhớ các bước để vẽ bạn bọ dừa không nhỉ? Bước 1, chúng ta sẽ vẽ một hình tròn và tô màu cho hình tròn ấy. Bước 2, chúng ta sẽ vẽ đầu của bọ dừa với một hình bán nguyệt. Bước 3, chúng ta sẽ vẽ mắt bọ dừa và tô màu hai con mắt đơn giản. Bước 4, chúng ta sẽ vẽ hai râu của bạn ý. Bước 5, đó là một đường kẻ chia đôi cánh của bạn ý. Bước 6, chúng ta sẽ vẽ 7 hình tròn. Trong đó có một hình tròn lớn và 6 hình tròn nhỏ. Và cuối cùng, bước 7 chúng ta sẽ vẽ 6 chân của bọ dừa. Như vậy là với 7 bước vô cùng đơn giản, chúng ta đã thực hành để vẽ được bạn bọ dừa vô cùng xinh xắn và đáng yêu này. Chúc các bạn vẽ đẹp và sẽ yêu thích môn vẽ. Hãy đón chờ các bài học tiếp theo của cô Loan trong lớp học cọ nhí 5 phút các con nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.